chào mọi người thân yêu và chào tất cả mọi người đã đến với kênh Cờ Tú Vlog. Rất vui mừng được chào đón tất cả các bạn tại đây, nơi mà chúng ta sẽ cùng nhau khám phá, trải nghiệm và chia sẻ những khoảnh khắc thú vị ở trong cuộc sống của Tú. Và đằng sau mỗi video sẽ là những câu chuyện, những suy nghĩ và những cảm xúc chân thành từ trái tim của mình. Trên kênh này chúng ta sẽ không chỉ dừng lại ở việc khám phá những địa điểm hấp dẫn, món ăn ngon lành hay những hoạt động thú vị, mà còn là những câu chuyện của những người bạn mà Tú đã gặp được. Và mục tiêu của kênh này không chỉ đơn thuần là chia sẻ mà còn là tạo nên một môi trường giao lưu, chia sẻ ý kiến và những trải nghiệm đáng nhớ. Tôi hy vọng rằng là qua những video trên kênh này, chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một cộng đồng yêu thích, chia sẻ và học hỏi. Đây là cái menu Ngọc Đông gọi cá trích, cá sòng nướng, cá ngân chỉ ướp muối ớt, cá diễn nướng. Diễn nướng, trời ơi, mực trứng nước muối ớt. Bên này nó còn sao nha. Lẩu cá bóp này, lẩu cá diễn. Cá diễn là cá gì mọi người? Lẩu cá diễn là lẩu cá gì nhỉ? Xíu sập. Trải qua những ngày đầu tiên đặt chân ở nơi thực tập, Tú không thể không bị ấn tượng bởi sự ấm áp và sự chào đón nồng nhiệt từ anh chị đồng nghiệp. Ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên, mình cảm nhận được sự gần gũi và tình cảm chân thành họ dành cho mình rồi. Cảm giác gần gũi và an lành ấy không chỉ xuất phát từ kiến thức chuyên môn mà còn từ hình thái tốt mà anh chị dành cho mình. Họ luôn lắng nghe, luôn hiểu rõ và tạo điều kiện tốt nhất để Tú phát triển. Những cuộc trò chuyện giữa giờ làm việc trở nên ấm áp và dễ thương như những người bạn thân thiết của mình vậy. Những ngày tháng tại nơi thực tập sẽ mãi là kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời của Tú. Với sự hiện diện và đầy ý nghĩa và những người bạn gắn bó, có anh Tài, chàng trai hài hước luôn đem lại tiếng cười sảng khoái cho mọi tình huống. Không có lúc nào mặt trời trở nên sáng mây vì sự hiện diện của anh ấy cả. Dù bận rộn đến mấy thì anh Tài vẫn luôn sẵn sàng nâng cao tinh thần và trách nhiệm của mình nữa. Và còn chị Hà Du, cô nàng tâm hồn nhạy cảm luôn đem lại sự ấm áp và thấu hiểu cho mọi người. Chị Hà Du luôn là lời lắng nghe, luôn sẵn sàng đồng cảm và tạo điều kiện cho Tú thể hiện cảm xúc của mình. Những cuộc trò chuyện với chị Hà Du luôn là khoảnh khắc chia sẻ tâm tư và những suy nghĩ sâu xa. Em cảm ơn chị rất là nhiều vì chị đã lắng nghe câu chuyện của em nhé. Không thể quên anh Định được, chàng trai năng động và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Với tài năng vượt trội trong công việc của anh thì anh Định luôn là nguồn cảm hứng cho Tú cố gắng và phấn đấu hơn. Và những lần anh ấy giúp đỡ Tú và kiến thức luôn là những bài học quý báu mà Tú không thể nào quên được. Những lúc khó khăn và trở ngại trong công việc thì chị Khanh là người giúp đỡ Tú rất là nhiều luôn. Có một người chị luôn ở bên cạnh mình, sẵn sàng giúp đỡ và động viên. Thật sự đó là một món quà quá là lớn và may mắn có được rồi. Chị không chỉ giúp đỡ Tú trong công việc đâu mà còn giải quyết vấn đề khi mà giúp tôi hiểu rõ hơn về bản thân mình. Và những lời khuyên chân thành và sự thấu hiểu sâu xa từ chị đã giúp tôi trưởng thành hơn rất là nhiều nữa, học cách đối mặt với khó khăn và xây dựng sự tự tin trong con người mình nữa. Ngay lúc này đây là tất cả anh em của chúng tớ đã cùng nhau mở một cái tiệc nho nhỏ đó. Chị Hòa là cây hài trong pantry, mỗi lần khi chị ấy xuất hiện là sẽ hết buồn ngủ liền. Ngày này qua ngày khác, thiếu chị coi như là trong pantry thực sự rất là buồn và buồn ngủ ấy mọi người, rất là chán luôn. Và anh Trong và chị Tuyền, hai người thật sự làm Tú rất là ngưỡng mộ. Và dù ai có nói gì đi chăng nữa, nhưng cái cách thể hiện của anh chị làm cho Tú cũng rất là tự hào. Cũng mong muốn rằng là mình có sự tự tin nhiều giống như anh chị vậy đó. Sắp có tới khúc tôi và chị Liên rồi nè. Khuôn mặt baby kêu mọi người subscribe kênh. Các bạn ơi, Tú kêu là hãy subscribe kênh của Tú là Cờ Tú Vlog nhé. Kêu anh em Đắk Lắk 47 Đắk Lắk subscribe kênh nha. Không, 47 Đắk Lắk có vài người à. Có vài người nhưng mà lôi kéo. À, TikTok của em trai đó. Ok. Em nhiều không? Mấy điểm? Con này mấy điểm? 5 điểm. Hi, em chúc chị Phi và anh Bảo Long hạnh phúc. Thì mấy ngày đầu gặp chị Phi em tưởng chị khó khăn với em lắm, ai ngờ đâu chị dễ thương xỉu luôn. Là cái khúc ăn buffet sáng hồi nãy là mình chỉ ăn thôi, mình cũng không có được trò chuyện với tất cả mọi người ấy, nên là cảm thấy tiếc một chút xíu. Với cương vị là một người khách ăn buffet sáng thì lại vậy đó. Đằng sau là toàn cảnh của Novotel. Wow.
Mình sẽ xuống gặp chị Yến, tạm biệt chị Yến. Đây là đang đi xe đạp. Chị hello. Và em cũng muốn cảm ơn anh Thắng và chị My đã mua thuốc giúp em trong lúc mà em ốm đau, đã quan tâm và hỏi thăm em rất là nhiều nữa. Hay dù em đi uống nước nè, nhiều cái lắm em không kể hết ra được. Nhiều đây được rồi, em trân quý tình cảm của hai người nhiều lắm. Xin chào chị Diễm Trinh và chị Quyên. À mà khi nào sang Úc thì nhớ nói em một tiếng nha. Nói chứ hai người chị này lúc nào Tú cũng mượn nón bảo hiểm nè, vô phòng hai chị để ăn ốc, ăn bún mắm tôm đồ vui lắm. Ngoài ra thì cũng hay chụp ảnh cho Tú nhiều lắm luôn. Công nhận hai bà có nét giống người Thái kìa, mũi cao nữa. Chị Nhi với chị Tuyết này chạy ra nơi chung thì hỗ trợ em cũng rất là nhiều luôn ở khu vực Pan Tree nữa. Hai ngày cuối khi mà Tú làm việc á, thì chị Tuyết hỗ trợ Tú order món cho khách cũng rất là nhiều luôn á. Nói chung là hai chị em giúp đỡ nhau nhiều lắm, rất là vui và em rất là trân quý tình cảm này luôn. Và em cảm ơn anh Công đã giải đáp thắc mắc cho em khi mà ca làm việc M5. Hỏi gì thì anh sẽ trả lời nấy, giúp đỡ em trong công việc cũng rất là nhiều luôn. Cảm ơn anh Khôi và anh Phúc nữa nhá. Và em cũng cảm ơn chị Quế Trân nhiều ạ. Nhiều lần chị giúp đỡ em, có thể là em hay qua tủ tát khác để lấy dao muỗng. Nhưng mà thôi, chuyện cũ mình bỏ qua nha. Nói chung là em cảm ơn chị vì đã hỗ trợ em rất là nhiều luôn đấy. Hi, tiếp đến là anh Dầu và anh Duy thì hai anh cũng đã xuất hiện ở vlog trước của Tú rồi, cái lúc mà nhảy ru 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 của Blackpink á, thì hai anh ở làm bộ phận bandwidth nên là nhiều khi cũng không có gặp được hai ông ở pantry đâu. Nói chung là rất là dễ thương và nam tính nữa. Cảm ơn hai anh đã hỗ trợ em xuyên suốt thời gian vừa qua nha. Ôi là trời, tiếp theo là anh Thành Son và anh Tuấn nè. Anh Son thì em cũng nói chuyện nhiều vì anh là một phận lao ba lận. Còn anh Tuấn cũng lao ba nhưng được đẩy qua bên văn trên nên là được tiếp xúc với ổng nhiều hơn. Nói chuyện trên trời dưới đất không mà. Nói chung là 100 điểm cho anh tôi nhá. Cảm ơn chị Như nè, mỗi lần trời mưa luôn có chị chở em về. Hai mượn của chị nữa, tốt tính, dễ thương, gần gũi, chị cũng giúp em rất là nhiều trong công việc nữa đó cả nhà. Và tiếp theo là chị Yến, nói thật chứ gặp chị Yến không nhiều. Ngày cuối cùng Tú ở Novotel là chị ấy tiếp xúc với Tú cũng rất là nhiều luôn. Chị chở bằng xe đạp tham quan Novotel luôn đó cả nhà. Và cũng không thể quên hai người bạn của mình là Công Đức và Thúy Vân. Cảm ơn Đức rất là nhiều vì đã lo tất tần tật về chuyến bay nơi để thực tập luôn, như là một trưởng đoàn của nhóm chúng mình vậy. Biết ơn về điều này và cảm ơn Thúy Vân đã luôn hỗ trợ Tú trong công việc và luôn là người bạn đi làm về chung nữa. Và cuối cùng em xin cảm ơn anh Giao và anh Cường và chị Nhi, những lời chia sẻ động viên anh Giao là người đi trước và có kinh nghiệm thực sự là nguồn cảm hứng và bài học quý báu trong sự nghiệp và định hướng nghề nghiệp của Tú. Lần đầu tiên khi nghe anh chia sẻ về những câu chuyện về sự nghiệp, Tú cảm nhận được sự chân thành và lòng đam mê trong mọi từ ngữ. Anh không chỉ nói về những thành công mà anh đạt được mà còn nhắc nhở về những sai lầm và thử thách anh từng phải đối mặt. Điều này đã giúp Tú thấu hiểu rằng là sự thành công không chỉ đến từ những may mắn mà còn là sự kiên nhẫn, cống hiến và khả năng vượt qua khó khăn nữa. Bài học quý báu nhất mà anh đã chia sẻ đó là tầm quan trọng về định hướng nghề nghiệp. Anh đã nói rằng việc tìm ra đam mê và tập trung phát triển trong lĩnh vực mình yêu thích sẽ mang lại thành công bền vững hơn là chỉ theo đuổi vì mục tiêu tài chính. Những lời khuyên về việc xây dựng kế hoạch dài hạn và kiên nhẫn trong việc giúp thực hiện vượt qua giúp Tú có cái nhìn tổng quan và mục tiêu rõ ràng hơn trong sự nghiệp nữa. Khi mình chia sẻ về câu chuyện của mình cho anh ấy nghe thì bản thân không kìm được cái cảm xúc khi nói về chính bản thân mình rằng là không được khóc, không được khóc. Về mình sẽ nói ra là sẽ dễ khóc lắm luôn á. Tú đã làm được và Tú sẽ và lúc đó là Tú không khóc trước mặt anh nữa. Và thật sự biết ơn chia sẻ về những điều mà anh Giao đã chia sẻ cho Tú rất là nhiều luôn. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và cảm ơn anh Cường đã chờ em về những ngày đi làm về mệt mỏi, những lần anh hỗ trợ em bơm thùng nước và những ngày anh training cho tụi em nữa. Và em cảm ơn anh rất là nhiều. Ngoài anh Giao ra thì anh Cường cũng đã chia sẻ cho em về định hướng nghề nghiệp, phát triển bản thân. Anh cũng đã giúp Tú thấy rằng là học hỏi từ người có kinh nghiệm luôn là một cách tốt để trưởng thành và phát triển. Tú sẽ mãi biết ơn và tôn trọng anh vì những chia sẻ, hướng dẫn, lời khuyên mà anh dành cho em ngày hôm đấy. Và em thật sự rất là biết ơn anh và rất là cảm ơn anh Cường rất là nhiều. Nhưng mà hơn hết, những ngày đi ăn uống cùng nhau giúp Tú gắn kết tốt hơn với mọi người này, dành thời gian tận hưởng những cái khoảnh khắc đơn giản và ý nghĩa này và tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ. Ví dụ như là cái vlog này có những tất cả những hình ảnh của mọi người đây, mặc dù là nó không có đông đủ cho lắm, nó thể hiện được cái sự đoàn kết trong mối quan hệ của bạn bè của Tú nữa. Và những ngày cuối cùng khi mà Tú ở Phú Quốc
đang đến gần á, trong tâm hồn như là bắt đầu nảy lên một loạt cái cảm xúc phức tạp luôn. Đảo Ngọc huyền bí này đã mang lại cho Tú quá là nhiều cái trải nghiệm đây rồi. Khi bước ra khỏi đảo, Tú cảm nhận được một phần mình đang trở về cuộc sống thường nhật, trở về những ngày bận rộn và áp lực công việc và cuộc sống hàng ngày. Mặc dù Tú biết rằng là sẽ phải rời xa nơi này, nhưng Tú cảm thấy biết ơn vì những trải nghiệm quý báu mà Phú Quốc đã mang đến cho Tú. Rời xa Phú Quốc có thể là một lần chia tay khó khăn, nhưng Tú biết rằng là những kỷ niệm, hình ảnh và cảm xúc sẽ mãi còn đọng trong tâm hồn. Việc rời bỏ đảo Ngọc này sẽ không phải là sự kết thúc, mà đó là một phần của hành trình để Tú mang theo những hồi ức và bài học, và để những trải nghiệm này tiếp tục là nguồn cảm hứng trong cuộc sống và tương lai của Tú nữa. Hẹn gặp lại Phú Quốc vào những ngày không xa nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe chia sẻ của Tú. Đừng quên chờ vlog tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye mọi người. Bye bye.